Lính Hàn Quốc bắn chỉ thiên khi binh sĩ Triều Tiên vượt biên giới. Quân đội Hàn Quốc cho biết binh sĩ nước này đã bắn chỉ thiên để cảnh cáo sau khi một nhóm quân nhân Triều Tiên vượt qua giới tuyến. Sự việc xảy ra tại khu phi quân sự DMZ, ngăn cách hai miền Triều Tiên chiều ngày 9 tháng 6, nhưng thông tin chỉ được quân đội Hàn Quốc công bố hôm nay. Một số binh sĩ Triều Tiên làm việc tại DMZ đã vượt qua đường phân giới quân sự trong thời gian ngắn. Họ lập tức rút lui về phía Bắc sau khi binh sĩ Hàn Quốc phát loa cảnh báo và bắn chỉ thiên, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, GCS, cho biết hôm nay. GCS khẳng định không có động thái bất thường nào từ phía Bình Nhưỡng sau sự việc, thêm rằng quân đội Hàn Quốc đang tiếp tục giám sát chặt chẽ lực lượng Triều Tiên ở biên giới. Nổ súng ở khu vực biên giới Liên Triều là động thái rất nhạy cảm, có thể làm gia tăng căng thẳng. Hồi tháng 5 năm 2020, binh sĩ Triều Tiên sơ ý bắn 4 phát đạn trúng tường một chốt gác ở bên kia biên giới, khiến lính Hàn Quốc khai hỏa trả đũa. Tháng 1 năm 2023, một binh sĩ Hàn Quốc làm súng cướp cò và khai hỏa loạt đạn gần biên giới với Triều Tiên, khiến Seoul phải lập tức thông báo cho Bình Nhưỡng để tránh hiểu nhầm. Căng thẳng Triều Tiên, Hàn Quốc gần đây gia tăng sau khi Bình Nhưỡng từ cuối tháng 5 thả gần 5.000 quả bóng bay chứa 22,5 tấn rác thải qua biên giới. Triều Tiên gọi đây là món quà chân thành để đáp trả các nhà hoạt động Hàn Quốc thả bóng bay chứa thông tin tuyên truyền chống lại lãnh đạo Kim Jong-un sang lãnh thổ Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc ngày 4 tháng 6 tuyên bố khôi phục toàn bộ hoạt động dọc biên giới với Triều Tiên sau khi đình chỉ thỏa thuận quân sự Liên Triều để đáp trả hoạt động thả bóng bay của Bình Nhưỡng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.